Rồi chúng ta đi qua cái phần định danh. Trong cái bản những cái công thức và bản niệm chi pháp là quý vị nắm bắt rồi đúng không? Khổ đế, khổ đế rồi đúng không? Tập đế rồi đúng không? Diệt đế rồi đúng không? Đạo đế rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong phần thực hành. Đôi khổ đế. Hai câu đọc chúng lên. Câu lộc tức là trong những chế định, trong những danh từ chế định, Đức Phật thì lọc ra để lấy ra những cái từ nào để chỉ cho đế, để chỉ cho đế, cái từ nào không phải chỉ cho đế, cho nên chúng ta phải lưu ý câu lộc thì chứng minh là vậy, tức là trong những cái pháp chế định nha, mà Đức Phật thì lấy ra chỉ ra để lấy ra những cái từ nào để chỉ cho tứ đế, rồi từ nào không phải chỉ cho tứ đế, cho nên chúng ta mới có là đạo phổ thông, rồi đạo đế, rồi diệt phổ thông, diệt đế, tập khởi phổ thông, tập đế, rồi những cái đó còn là những chế định mà lấy ra. Tập đế là cái gì? Tập đế là cái gì? Cô kia à? Qua nè. Tập đế là gì? Chi pháp là gì? Còn tập phổ thông là gì? Gì gì tám chín gì tập khởi phổ thông là gì? Là chín phiền não. Rồi 12 tâm bất thiện hợp trong chi giới chín phiền não, 17 tâm thiện làm cảnh cho 12 tâm bất thiện. Đó là cái tập khởi bộ thông. Còn tập đế là tâm sở. Hay vậy chúng ta đi mình đôi khổ đế. Câu thứ nhất đúng không? Phải câu thứ nhất không? Là tưởng tùng. Khổ. Khổ là khổ đế đã chăng? Hay câu mở. Khổ câu hỏi là khổ đế phải chăng? Đúng ra cái phần mở đầu ấy, cái còn mấy cách hỏi và mấy cách trả lời, nhưng mấy cái đó là mấy con không qua được đúng không? Đừng mình đi vô đi, tại vì thời gian không có cho phép mình nữa đâu, lắp cúp lắm rồi, dịch tới nơi rồi. Rồi chúng ta thấy là khổ là khổ đế phải chăng? Cái câu mở là khổ. Ở đây chúng ta thấy chi pháp là khổ thân khổ tâm đúng không? Ở chi pháp cái khổ là khổ thân khổ tâm đúng không? Mà khổ thân khổ tâm nó, nếu cái khổ nó khổ vậy là đủ chưa? Khổ là nó tắt thôi nha, chứ phải nói là khổ thân khổ tâm nó được gọi là khổ. Khổ gì? Khổ khổ. Khổ thân khổ tâm phải gọi đúng ra là khổ khổ đúng không? Để chi pháp khổ thân khổ tâm là vậy, trong đó không nghe nhưng mà đây quý vị nghe. Chi pháp khổ tâm đó là gì? Nó là thân thức.
Đó, thấy khi mất thì chết rồi. Nó là tâm sở. Họ khổ. Nếu tâm sở thọ khổ nó ở trong thân thức thì nó gọi là thân thức thọ khổ, còn mà thọ khổ nó ở trong tâm sân thì nó gọi là thọ thủ ưu. Thì lấy chi pháp của nó, những cái do thêm là chi pháp của khổ thân khổ tâm nó chính là tâm sở thọ khổ. Mà tâm sở thọ khổ này có phải là khổ đế không? Tâm sở thọ khổ có phải là khổ đế không? Phải, cho nên Đức Phật ngài đáp phải. Phải rồi. Tại vì trong phần khổ đế nó còn có, khổ đế còn có là 81 tâm hiệp thế nè, phải không? 51 tâm sở trừ tâm sở tham, đúng không? Rồi 28 sắc pháp liên hệ với quyền, đúng không? Thì với tâm sở thọ khổ này phải là thuộc về tâm sở thọ, thì nó nằm trong khổ, khổ đế, đúng không? Mà trong bản nó còn ghi thêm là khổ thân khổ tâm trong đó nữa, trong phần công thức đó, thấy chưa? Như vậy thì là khổ đế, khổ thân khổ tâm còn gì khổ đế, đúng không? Trên cái phần đáp là phải. Phải rồi, đây là câu, câu gì? Câu hỏi vấn thôi, chi pháp của câu hỏi câu mở giống nhau. Chi pháp là câu hỏi vấn. Đó là vấn xuôi và vấn ngược. Vấn ngược là khổ đế là khổ phải chăng? Này, câu mở. Khổ đế bây giờ chúng ta lấy chi pháp của khổ đế ra đây. Vậy chúng ta sẽ lấy là chi pháp khổ đế là gì? 81 tâm hiệp thế, đúng không? 51 tâm sở hợp trừ tham, 28 sắc pháp liên hệ quyền. Ghi vậy cho quý vị nắm bắt chi pháp cho nó rõ luôn. Rồi nó khổ thân khổ tâm nè, đây chi pháp của khổ đế là như vậy nè. Coi có phải chi pháp khổ đế là vậy không? Không nhớ thì thật cái bài học trước coi phải chi pháp khổ đế là vậy không? Phải không? À, cho câu hỏi nè, là khổ phải chăng? Thì chúng ta nhìn vô đây nè, chúng ta thấy khổ là nó chỉ cái này, đúng không? Khổ nghĩa là khổ thân khổ tâm, đúng không? Khổ cái chỉ là khổ thân khổ tâm mà thôi, đúng không? Nếu bạn hỏi là khổ đế đây ngon hết là khổ phải chăng? Khổ chỉ như đây là đúng không? Thì lấy cái này ra thì cái này còn lại là khổ đế, nhưng mà có phải là khổ không? Cái phần còn lại này nè, cái phần còn lại này nó là khổ đế, đúng không? Nhưng mà nó có phải là khổ không? Không. À, cho nên cái phần này lấy cái chi này đắp bỏ, bắt bỏ ở phía trước mà. Ngoại trừ khổ thân khổ tâm, các pháp còn lại là khổ đế nhưng không phải là khổ. Phải cái này là khổ đế không? Nhưng mà nó không phải là khổ, đúng không? Rồi Đức Phật ngài lấy cái chi cái còn lại pháp chấp nhận rằng còn khổ thân khổ tâm là khổ đế cũng phải, là khổ cũng phải. Ở trong đó có thể là nhập hơi đảo ngược chút xíu, nhưng mà đại khái nó cũng vậy thôi. Có hiểu như cái này không? Bây giờ lấy chi pháp khổ đế ra trước, chúng ta thấy chúng ta gặp một cái lập trình á, lấy
chi pháp cụ thể ra trước cũng chưa. Rồi thì chúng ta thấy là khổ thân khổ tâm nè, cứ Phật hỏi là khổ thế là khổ phải chăng, khổ là khổ chỉ khổ thân khổ tâm được đúng không? Cho nên Đức Phật lấy cái này nè, cái đoạn này nè, nó lấy tám tâm hiện thế, tám món tâm sở hợp được ha, cộng với hai tám pháp này đó, những cái pháp này nó là khổ đế. Để chúng ta mở khi mở là khổ đế mà, nó là khổ đế nhưng không phải khổ, thấy chưa? Còn khổ thân khổ tâm nó vừa là khổ đế mà cũng là khổ. Thì đây là câu đáp này là câu gì? Câu Hoàng Biện Vấn mà đáp. Đáp chắc đáp gì? Đáp phân tích. Trực tiếp nó là đi ngay đúng không? Thì câu đáp lên của bài học sẽ là gì? Trừ khổ thân khổ tâm, các pháp còn lại là khổ đế nhưng không phải khổ, tức là bác bỏ sướng đúng không? Còn khổ thân khổ tâm là khổ đế cũng phải, là khổ cũng phải, là đáp chấp nhận ông sao đúng không? Ở câu Hoàng Biện là đáp chấp nhận phía sau là trả lời phân tích tự tiếp, được chưa? Có hiểu không? Có hiểu không? Không hiểu thì có bài đây. À, chúng ta qua cái phần đối lập. Từ khổ thân khổ tâm các pháp còn lại là
không phải khổ nhưng là khổ đế. Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta lấy những pháp còn lại nè, bây giờ lấy khổ đế xong rồi, rồi những pháp còn lại giống như là những cái tâm còn lại ngoài khổ thân, khổ thân là thân thức khổ khổ như hai tâm sân ra thôi, tức là lấy thân thức khổ hai tâm sân, nghĩa là thân thức khổ khổ thì bỏ ra những tâm còn lại, nên mình thấy còn lại phần tâm chưa thấy còn lại như vậy, những tâm chưa thấy còn lại cũng không phải khổ đúng không? À, rồi mình biết mày cũng không phải khổ đúng không? À, những cái tâm sở hữu cũng không phải khổ, nên Đức Phật ngài lấy chi pháp thứ hai để đáp chấp nhận nè. Trừ khổ chúng ta quy mạch chỉ chữ khổ này đây, khổ này còn là khổ thân khổ tâm đúng không? Câu trước á, trừ khổ thân khổ tâm các pháp còn lại đây, các pháp còn lại này không phải khổ nhưng là khổ, khổ đế. Trừ khổ thân khổ tâm và khổ đế, các pháp còn lại không phải khổ đế cũng không phải khổ. Hiểu chỗ này không? À, tức là chúng ta sẽ thấy là chi pháp của câu mở là chi pháp câu mở A bằng khổ đế, trừ khổ thân khổ tâm, tôi xin lỗi, chi pháp của A là đầy đủ hết, tức là bốn đế đúng không? Khổ thân khổ tâm rồi em bán xuất phát em tám đến đây rồi em kê đề ngoại đế rồi chế định hai bộ sách tiếp B bằng phi khổ đế là ba đế trừ khổ đế cộng ngoại đế chế định hai bộ sách câu hỏi là khổ là phi khổ đế cái trang bằng b khi mà nghe từ nó có mở sân từ mới là chỉ ghi 28 sắc pháp thôi, nhưng mà trong cái bài đó là cái xong này thì con thấy là trong cái phần mà 28 sắc pháp thì luôn luôn á là có liên hệ với quyền, có thêm một cái câu như vậy thì nó có cái gì khác? Ủa cái này sư có giảng rồi mà, chị mình nói về chi pháp này sư cái giảng rồi, bà ngồi xuống đi. Cái này trước khi mà đi qua cái phần cái ngoại đế thì cũng giảng về 28 sắc pháp mà liên hệ quyền chế liên hệ phi quyền.
Bây giờ quý vị bữa nghe con nó nắm bắt á, nghe bớt bớt qua cho nên giờ nghe nghe rõ rõ nè, sắp bắt lên lên do bốn nhân nè, cái sắp bắt thì chúng ta có đó, nó sinh lên do bốn nhân. Nhân thứ nhất là do nghiệp, thứ hai là do tâm, thứ ba là do thời tiết, thứ tư là do vật thực. Cái sắc mà sanh lên do nghiệp, mà cái mà sắc sanh lên do nghiệp đó thì nó phải liên hệ với sắc nhãn quyền. Như cái nghiệp thì sanh lên chẳng hạn, cái nghiệp mình làm việc tốt á thì cái mắt mình nó trong sáng nè, tai mình thính nè, mũi mình nhạy nè, lưỡi mình nó bén nè, thân mình đụng chạm em ấy, thì những cái này thì nó gọi là đầu nhẽ. Đầu nhĩ, đầu tỷ, thiệt, thân, rồi tính nam, tính nữ, và mạng quyền, khí vận, và mạng quyền. Nếu tổng quát á, thì nó tất cả là những đòi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tính nam, tính nữ, ý thần, mạng quyền. Mỗi chúng sanh nó chỉ có được trung bình á, coi như bình thường á, mỗi chúng sanh nó chỉ có 8 bọn mà thôi, 8 đồ mà thôi. Ví dụ như những người nữ thì sẽ không có sắc nam tính, mà những người nam sẽ không có sắc nữ nữ tính. Sắc nam tính là gì? Là những cái sắc pháp nó biểu lộ ra bằng cách tư cách của người nam, như là đi mạnh dạn nè, nói năng ồn ào nè, không có nói éo éo. Cái người nam mà nói éo éo là không phải người nam. Những cái người đó là bị biến thái đúng không? Rồi người nữ cũng vậy, là sắc tính nữ là nó biểu lộ ra là thái độ nữ nè, tính nết nữ nè, rồi trạng thái nữ nè, vân vân. Thì có những bộ phận người nữ vân vân, người nam thì nó cho ra những bộ phận người nam. Thì ra là cái người nam chỉ có 8 bộ mà thôi, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi chúng nam, khí vận và mạng quyền. Bọn mạng quyền này là cái duy trì đời sống của chúng sanh đó, nha, trọn kiếp sống đó. Ví dụ như là cái vị Phạm Thiên, cái vị Phạm Thiên ở cõi vô tử, thì vị Phạm Thiên nó sanh lên bởi bọn sắc mạng quyền đúng không? Bọn sắc mạng quyền này là duy trì tuổi thọ của vị Phạm Thiên cõi vô tử này 500 kiếp trái đất. Đối với chúng ta thì tùy theo cái nghiệp, thì cái sắc mạng quyền ở trong thân chúng ta đó, nó có thể là 100 năm có, hoặc là 100.000 năm có. Đối với chúng sanh cái thời mà 100.000 tuổi thì nó duy trì là 100.000 năm cũng có, mà bao giờ cái sắc mạng quyền này nó chấm dứt thì chúng sanh nó chết. Rồi còn ở chính trong cái đoạn bộ đầu nhãn này nè, nó cái tính bọn 10 bọn, mười sắc, nó còn có 8 sắc đi. Rồi thành kinh nhãn là sắc mạng quyền, thì ta thèm cái sắc mạng quyền này nè, nó có nhiệm vụ là bảo vệ cái nhóm sắc của nó, bảo vệ cái 8 sắc đi, cái sắc mạng quyền đó nó tồn tại được bao nhiêu sát na, nó tồn tại là 51 sát na tiểu, tức là 17 sát na tâm, nó bảo vệ đó. Cho nên nếu như người nào mà giết, hủy bỏ hay là sát hại cái sắc mạng quyền này thì không rơi vào sát sanh, không rơi vào sát sanh nha. Ví dụ như cái người đó, người ta có cặp mắt tốt đúng không, người đó ác đó lấy
đồ đâm đuôi cặp mắt người này thì sắc mạng quyền này chấm dứt đúng không? Nhưng mà người đó chết chưa? Chưa. Thì người đó không gọi là rơi vào sát sanh, hoặc là lỗ tai người ta đang xính gì đúng không, bị ghét đấy là lấy kim lấy gì đó đâm thủng mà nhỉ đúng không, bị người đó bị đương bị điếc đúng không, thì nó quỷ diệt cái sắc mạng quyền này. Mà quỷ diệt sắc mạng quyền này thì cái lỗ tai nó không còn nghe nữa đúng không, nhưng mà người đó có chết không? À, cho nên là không rơi vào sát sanh. Cho nên sắc mạng quyền này nó có cái công năng của nó là bảo vệ những cái pháp đồng sanh của nó, à, tồn tại 51 sanh na tiểu. Hiểu cái này chưa? Yeah. À, tương tự vậy, tất cả những cái đồ này cũng là 10 đoạn đó. Nó chỉ khác cái là nếu mà thần kinh nó là đồ nhĩ thì nó thế thần kinh nhãn bằng thần kinh nhĩ, yeah. Đồ tỷ thì nó thế cái thần kinh nhãn bằng thần kinh tỷ, vân vân. Người sắc nam tính nha. Rồi riêng cái bọn mạng quyền này nó chỉ có chính sắc thôi, nó bằng là 8 bức ly cộng với sắc mạng quyền là chính xác. À, thì những cái sắc này á, được gọi là sắc liên hệ với quyền. Yeah, sắc liên hệ với quyền. Hiểu chưa? Một cái. Nãy là chúng ta bàn về sắc nghiệp, chúng ta thấy sắc nghiệp nó liên hệ với quyền chưa? Nó liên hệ với sắc mạng quyền, tức là liên hệ với quyền đúng không? Rồi. Bây giờ đắc do tâm sanh này, trong 89 tâm, trong 89 tâm, tâm nào không sinh sắc, tâm nào không sinh ra sắc tâm, tâm nào ngũ sanh thức. Rồi, trong 89 tâm ngũ sanh thức không sinh ra sắc tâm, và bốn tâm quả vô sắc không sinh ra sắc tâm đúng không? Bởi vì đã tâm quả cho ta tái sanh về cõi vô sắc rồi, cõi vô sắc là không có sắc thì nó không thể sanh ra sắc tâm được đúng không? Còn ngũ sanh thức tại sao nó không sanh ra sắc tâm? Bởi vì khi mắt mình là thần kinh nhãn mà tiếp xúc với cảnh sắc thì cảnh sắc nó được thần kinh nhãn thâu bách, tức là nó nằm nó áp sát vô trong thần kinh nhãn. À, mặc dù là nó có khoảng cách, à, chính cái khoảng cách đó nó giống như cái tele vậy đó, tức là cái ống kính vậy đó, nó thâu hình nó vô, à, sát vô thì cái hình nó vô trong cái kiến như thế nào thì kiến giống như thần kinh nhãn, mà cái cảnh sắc nó giống như cái hình nó thâu vô, nó áp sát lên thì nhãn thức vừa sanh lên là bắt ngay cảnh đó rồi, nó không cần có sự trợ giúp gì nữa, nó không cần phải tạo ra sắc tâm để giúp đỡ nữa. À, cho nên ngũ sanh thức không cần phải có sắc tâm, nó không tạo ra sắc tâm nha. Đó là 12 tâm sanh, thì những tâm còn lại bao nhiêu tâm còn lại tạo sắc tâm, nếu tính 89 tâm mười bốn lấy 89 được 14 còn lại 75 thôi, gì đâu đơn giản đúng không? Nhưng mà tâm trong 22 quyền thì nó thuộc về cái gì? Trong 22 quyền thì tâm nó thuộc về cái gì? Nó thuộc là ý quyền. À, trong 22 quyền nó làm đó là nhãn nhĩ tỷ thệ thân tính nam tính nữ sắc mạng quyền nha, rồi tới ý quyền, rồi tính tấn niệm định tuệ, rồi lạc hỷ lạc khổ hỷ ưu xả, tức là trong năm trong ở đây có ai học 22 quyền chưa? Học 22 quyền chưa? Có rồi mà quên rồi đó. À, về coi lại nè. Trong 22 quyền ấy, còn đó là nó có 8 quyền sắc. Nó có 7 quyền sắc.
Ngõ quê, văn và sách. Rồi 14 nhân quyền. Nó tổng cộng là 22 quyền. 7 quyền sách nữa đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tính quyền, đúng không? Nữ quyền, nam quyền. Nó là 7 quyền sách. Còn mạng quyền nó vừa danh mạng quyền, nó vừa là sắc mạng quyền, nó vừa danh mạng sắc. Còn 14 nhân quyền nữa còn đó là gì? Năm thọ quyền. Rồi năm giác quyền. Ý quyền. Rồi ba siêu thế quyền. Năm thọ quyền là gì? Lạc, khổ, hỷ, ưu, xả quyền. Là năm lạc quyền, năm thọ quyền. Còn năm giác quyền là tính, tấn, niệm, định, tuệ quyền. Ý quyền là chỉ cho tất cả tâm. Ba siêu thế quyền là vị tri quyền, là biết cái chưa từng biết, chính là trí ở trong tâm. Tại vì vị tri quyền là biết cái chưa từng biết, mà cái tâm sơ đạo là nó mới vừa biết cái niết bàn, đúng không? Niết bàn từ trước giờ nó chưa biết, bây giờ nó mới biết niết bàn, tức là vị tri quyền biết cái chưa từng biết. Còn vị tri quyền là biết cái đã từng biết, thì nó phải từ tâm sơ nhị quả, tâm sơ quả ở đây cho đó. Và một cái trí thứ ba nữa là cụ tri quyền, là biết rõ ràng cái đã từng biết. Rồi cụ tri quyền tức là trí ở trong tâm tứ quả, tứ quả siêu thế. Đó là ba siêu thế quyền. Thì chúng ta thấy nè, trong cái hai trong cái sắc pháp, sắc pháp sắc do tâm sanh, nó có tới 8 bọn lận. Nhưng mà đây mình nói gọn cho nó nắm bắt, sắc do tâm sanh. Mà cái sắc nó do tâm sanh, nó cũng phải nằm trong 28 sắc pháp không? Có không? Mà tâm có phải là ý quyền không? À, cho nên cái sắc mà do tâm sanh nó cũng liên hệ tới quyền, đúng không? Như vậy sắc liên hệ tới quyền nó còn có hai là sắc nghiệp. Sắc do nghiệp sanh. Và sắc do tâm sanh. Bởi tâm nó là ý quyền, đúng không? Còn nghiệp thì nó do là sắc mạng quyền, đúng không? Ở đâu nghe? Hết đi nữa. Dạ không phải hết đi. Cho nên sắc do nghiệp sanh hoặc là sắc do tâm sanh á, nó liên hệ tới quyền. Cho nên trong cái 28 sắc pháp là sắc liên hệ tới quyền. Hiểu cái này chưa? Bây giờ còn nói về sắc thời tiết nè. Sắc thời tiết, đây mình gọi là sắc thời tiết. Nhưng mà gọi là uống trá cam má, uống trá cam má mua bán á.
Bộ sách thời tiết này nó chỉ cho nóng lạnh. Cái nóng lạnh nó tạo ra một cái sắc pháp, để sắc nó gọi là sắc thời tiết. Ví dụ như cây cỏ nè, à, bàn ghế mấy con, hoặc là cái ghế kia nè, nó không do tâm sanh, nó cũng không do nghiệp sanh, thì nó do thời tiết sanh. Hiểu cái này không? Mà thời tiết nó không có liên hệ gì tới quyền hết, nó không có sắc mạng quyền trong đó. Bây giờ một người đập bể cái cột này, hay đập bể cái ghế này, cái người đó có bị bắt á, bị phạt là phạt và phá hoại tài sản người khác, đúng không? Chứ không thể kết tội là tội sát sanh được. Bây giờ bởi vì nó đâu có sắc quyền trong đó đâu, đúng không? Vậy cho nên cái sắc này được gọi là sắc thời tiết, hay sắc nóng lạnh sanh ra, đúng không? Nó không có liên hệ tới quyền. Bây giờ mà sắc bằng thật là gì? Sắc bằng thật ví dụ như giờ cái này gọi là thuốc, đúng không? Cái này được gọi là thuốc, đúng không? Thuốc nào nãy cô nào mới dân á, gọi là thuốc. Nhưng mà nó thực sự ra nó không phải là thuốc. Thuốc là một cái tên gọi, mà nếu nhìn bản thể của nó là nó cũng chính là cái sắc vật thực, đúng không? Mà sắc vật thực cũng là một tên gọi, mà nó chỉ là sắc thời thời tiết. Những cây lá, những rau cải quý vị ăn vô đó, khi mà nó vô trong người mình á, mà trong người mình nó có một loại vật thực gọi là vật thực nội á, ở trong người mình á, khi mà nó tiếp nhận cái loại vật thực ngoại đó đó, thì cái sắc vật thực ngoại đó, cái sắc vật thực nó đúng ra tên gọi của nó là ocha, cái dưỡng tốt. À, cái sắc vật thực nội của mình á mà tiếp nhận được cái dưỡng tố đó, đó nó trở thành, thì cái sắc dưỡng tố đó nó trở thành là vật thực ngoại, bây giờ nó mới trở thành là sắc vật thực. Khi nào nói năm nay là khi nào sắc vật thực ở trong người mình á mà nó tiếp nhận được cái dưỡng tố đó, đó thì cái dưỡng tố đó mới được gọi là sắc vật thực. Còn nếu như nó chưa có tiếp nhận được thì nó cũng chẳng qua là sắc thời tiết mà thôi. Ví dụ như những cây cỏ phải sắc thời tiết không? À, hoặc là những cái giống như đông trùng hạ thảo gì đó, cái hàng vậy, hay là sâm chẳng hạn, à, hồng sâm rồi cái gì của đại hàng đó, rồi sâm linh chi chẳng hạn, vân vân, thì nó chẳng qua nó cũng là sắc thời tiết mà thôi. Nhưng mà khi mà mình nấu cái linh chi đó mình uống vô, mà cái sắc nội vật thực nội mình á nó tiếp nhận được cái ô cha, tức là cái dưỡng tố của nó đó, thì cái dưỡng tố đó bây giờ nó trở thành sắc vật thực. Còn nếu không, bình thường nó chỉ là sắc thời tiết mà thôi. Quý vị hiểu cái này không? À, mà sắc thời tiết này nó không có do nghiệp sanh, nó không do tâm sanh, cho nên nó được gọi là sắc không liên hệ với quyền. Hiểu chưa? À, hãy có tại sao có câu là sắc liên hệ với quyền mà sắc không liên hệ với quyền. Rồi bây giờ có một câu hỏi đặt ra, những cái này có câu hỏi đặt ra. Giờ đang bị dịch Covid đúng không? Rồi có cái vaccine để mà diệt từ cái con vi khuẩn đó đúng không? Như vậy cái người đó có phải là sát sanh không? Bây giờ con vi khuẩn mà virus gì đó, con vi khuẩn mà Covid gì đó, à, người ta có tìm được vaccine để mà diệt từ con virus đó, vậy người đó có phải là rơi vào tội sát sanh không? Tại sao không? Tại vì con virus đó nó không phải là một sinh vật, mà nó sinh sản ra, nó có mặt nữa là do cái sắc thời tiết sanh ra, mà sắc thời tiết thì nó không phải là chúng sanh, hiểu không? Thì họ cho nên người ta giết tinh trùng hoặc người ta giết vi khuẩn không phạm giới sắc sanh, bởi vì những con đó không phải là chúng sanh mà nó là do sắc thời tiết sanh ra, hiểu cái này không? Cho nên chưa chi thì cái giỏi rồi kết luận người ta
tìm ra thuốc để mà trừ bệnh này bệnh kia là sát sanh, giết vi khuẩn cái sát sanh. Mà những con vi khuẩn là ngài cho tí cá ngài dạy, tức là những con vi khuẩn đó đó là nó sanh ra từ sắc thời tiết, tức là sự nóng lạnh mà sanh ra, nó không phải là nó phải sanh ra của một chúng sanh, cho nên giết nó không phạm về giới sắc tâm nha. À, đừng có sợ. Nhưng đứa con của một người bà mẹ bị bụng có lãi, người đó cho uống thuốc sổ lãi, người đó phạm giới sắc sanh không? Có nha. À, nếu như tác ý người ta tác ý tật cái là phạm giới sát sanh, mà phạm nặng luôn á. À, nếu mà người đó mà cho uống thuốc sổ lãi mà người nó nghĩ này là trục xuất con lãi ra khỏi bụng, thì người đó không đứt giới sát sanh, không phạm giới sát sanh, nhưng mà phạm cái giới làm chúng sanh khác chết, tức là cái nghiệp nó nhẹ đi, nó nhẹ đi. Còn cố ý là có ý cho con mình sổ lãi ra thì cái nghiệp nó nặng hơn, nên chỉ lắc qua chút xíu thôi, cái nghiệp nó nhẹ hơn chút xíu. À, nó tại ngoại phòng ta, còn kia vô cùng ngồi. À, hiểu không? Vậy đó. Rồi bây giờ xong chưa? Hiểu chưa? Giờ con hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua phần đối lập. Rồi. Phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Ủa? Rồi phải không? Quấn ngựa đúng không? Quấn ngựa. Khi khổ đế là phi khổ. Ở đây. Hiểu ta lấy chi pháp, không mở là phi khổ đế. Quý vị là tập lấy chi pháp đã rồi, từ đó mình mới cái dĩ nhiên cái đáp án là đúng rồi đó. Mình đừng có coi đáp án trước, đừng coi cái kết quả trước, mình tập trả lời thôi. Giờ khi coi đế, giờ chúng ta có khổ đế là gì? Tám mốt tâm nhiệt thế đúng không? Năm mốt tâm sở đừng tham, 28 sắc pháp liên hệ với nguyện. Rồi, khổ thân khổ tâm. Giờ khi khổ đế, cái này là khổ đế đúng không? Cái này là khổ đế đúng không? Một khi khổ đế. Nè, câu mở cái khi khổ đế là không phải không có cái này hết đúng không? Đấy chưa? Là khi khổ không có này nữa đúng không? Phi khổ đế là không có hết còn bộ này đúng không? Phi khổ đế là không phải khổ đế, là không hết còn bộ này đúng không? Giờ câu hỏi là phi khổ phải chăng? Phi khổ là không có khổ thân khổ tâm đúng không? Khổ thân khổ tâm là khổ, còn phi khổ là không có khổ thân khổ tâm đúng không? Mà không có khổ thân khổ tâm nó cũng là phải phi khổ đế không? Phi khổ đế, trong khổ đế nó có khổ thân khổ tâm, mà phi khổ đế thì nó không có khổ thân khổ tâm đúng không? Mà khổ thân khổ tâm nó cũng không phải là khổ đúng không? Nó là khổ, nó không phải là phi khổ đúng không? Mà không có khổ thân khổ tâm là phi khổ đúng không? Nghe. không có khổ thân, không có khổ tâm là phi khổ đúng không? Mà cái phi khổ này nó có phải là phi khổ đế không? Khổ thân khổ tâm nó chính là khổ đế. Khổ thân khổ tâm nó chính là khổ đế. Mà phi khổ là không có khổ thân còn không có khổ tâm đúng không? Thì nghĩa là nó cũng không có khổ đế. Khổ thân khổ tâm là khổ đế đúng không? Quý vị nghĩ sao? Khổ thân khổ tâm phải là khổ đế không? À, giờ không có khổ tức là không có khổ thân khổ tâm đúng không? Mà không có khổ thân khổ tâm nó cũng là không có khổ đế, phải chưa? Vậy câu hỏi ra là phi khổ đế là phi khổ phải chăng? Thì phải rồi, phải phi khổ đế là nó cái khổ thân khổ tâm
nó chính là phổ đế đúng không? Mà phi phổ đế là không có nó đúng không? Mà không có nó thì nó là không có khổ đúng không? Này có nó là có khổ, không có nó thì không khổ đúng không? Không biết phải không nè. Không có khổ tâm, khổ tâm nhưng mà có 81 tâm hiện thế thì nó vẫn là phổ đế. Tạm trưng. Ở đây câu mở ta là phi khổ đế, tức là không phải khổ đế. Không phải khổ đế trong đó này nè, nó không có 81 tâm hiệp thế, nó cũng không có 51 tâm sở, nó cũng không có 28 sắc liên hệ quyền, nó cũng không có khổ thân khổ tâm. Rồi phi khổ đế là phi khổ phải danh, là nó không phải khổ phải danh mà. Thì nó không có khổ thân khổ tâm, thì nó không phải khổ, nó không có khổ rồi. Nó có cái gì đó nhưng mà nó không có khổ, hiểu không? À, thì đó mà phải. À, thôi trời ơi. Làm rối rồi hả? Bây giờ nghe nè. Khi nói là khi nói phi khổ đế là không phải khổ đế, tức là không phải khổ đế, mà khổ đế chúng ta là 81 tâm hiệp thế đúng không? Thì không phải khổ đế là không có 81 tâm hiệp thế đúng không? Rồi không có 51 tâm sở đúng không? Cũng không có 28 sắc pháp liên hệ tới quyền đúng không? Cũng không có khổ thân khổ tâm, tại khổ thân khổ tâm cũng là khổ đế, mà không có khổ đế là không có khổ thân khổ tâm đúng không? Thì không có khổ đế là không có khổ thân khổ tâm, mà không có khổ thân khổ tâm tức là không có khổ, vậy thôi chứ có gì đâu. Nói rõ ràng giống 2 cộng 2 là 4 thì vậy mà ngơ ngác ngác chứ trời. Hả? Sao chạy không kịp, sao nói nhanh hả? Có nhanh nữa không? Này ra thì câu đáp là phải rồi. Đây là câu gì? Hả? Câu hậu vấn. Đơn giản vậy thôi. Vậy nắm mắt kìa chưa? À, rồi thì hồi chuông báo tử tới rồi. Vậy đi. Tập lấy ra là suy ngẫm thôi, nhớ chuyện chi pháp rồi trả lời thôi.